Hiếu Minh Đô xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì hôm nay bên cả mình là bắt đầu khai xuân ngày mùng 6 âm lịch. Và hôm nay thì bên em cũng rất là vinh dự test như là một combo bộ dàn để xuất đi cho bác khách có địa chỉ tại Bạc Liêu, đó là anh Moto Út. Thì anh đã chuyển khoản đặt cọc bên cả mình là 9 triệu đồng. Anh còn số dự đây rồi. Huyện thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Combo của anh thì gồm một chiếc đẩy Yamaha XP7000S, một chiếc idle IP100 và một chiếc quản lý nguồn MBDB200 và một chiếc vang số. Chiếc vang số này là em setup, có một chiếc vang số này em setup lại cho anh nhé. Ở đây này anh mua một cái bên cơ sở khác nhưng em setup lại cho anh để đồng bộ dàn này. Và một chiếc mic Shure UR29D Blues, đây là mẫu Shure mới nhất 2020 mới mình mới quảng cáo bác. Thì đối với những mẫu này thì em đọc giá luôn để các bác biết nhé. Chương trình khuyến mãi của bác, của em đang khuyến mãi bác này. Đầu mẫu đẩy Yamaha XP7000S hàng loại 1 ở xuất Trung Quốc với giá là 3.300.000 đồng. Đấy. Một chiếc quản lý nguồn MBDB200 với giá là 1.400.000 đồng. Và một chiếc mic micro không dây Shure UR29D Blues với giá là 1.850.000 đồng, là giá trên tại cửa hàng bác nhé. Và phối ghép với bộ dàn này là em phối ghép với một cặp loa JBL 6012 Bartnell Tepleo. Mời bên cửa mình đang chơi chỉnh khuyến mãi với giá là 8.600.000 đồng ở trên tại cửa hàng. Đây là một bộ combo gia đình có thể nó rất hợp lý. Chỉ với bộ combo này chỉ ra rơi vào khoảng độ là 20 triệu đồng thôi. 20 triệu đồng. Khoảng 20 triệu đồng. Một rất hợp lý, bác có chơi được gia đình. Hát có thể hát được không gian phòng được khoảng 35 đến 40 mét vuông bác nhá. Vì dòng neo này phải rất là rộng. Dòng neo thì đi rất là xa. Thì bộ dàn của anh thì em đã đấu lối sẵn cũng như em sẽ đánh vạch. Em sẽ đánh vạch dây cho anh nhé. Đây. Kết nối cũng rất là đơn giản thôi, chỉ còn tất cả những thiết bị thì bác cắm cho em vào quản lý nguồn. Đây các bác đây. Cái quản lý nguồn này rất là tiện lợi đây, khi bác tắt nó có thể sẽ độ trễ bác nhé. Quản lý nguồn bên thì mình đang bán cho bác thì sẽ là có là lọc nhiễu bác nhé. Có là lọc nhiễu. Đấy. Đây phần máy bát này em nhả ra, đây em sẽ nhả ra. Đấy. Và để thì em sẽ test một ca khúc để các bác cùng lắng nghe đối với combo bộ dàn này. Thì ở đây là em đang em sẽ nhờ bác khách tại cửa hàng. Vâng, nhân tiện ở đây thì em test một ca khúc cho anh Moto Út. Thì ở đây là em nhờ hai bác khách đến mua tại cửa hàng mình con đẩy Yamaha XP8000S. Em nhờ hai anh trai thể hiện ca khúc hộ giúp cửa hàng của mình. Vì hôm nay là thật sự là ra test rồi, rất nhiều anh em uống bia rượu nhiều, giọng khàn như vịt đực rồi. Và nhờ anh trai đây luôn hát hộ ca khúc của dàn của anh trước khi xuất đi đây. Hoa về trên những bàn tay và em vừa đến thay màu áo mới đi anh, nguyện cho ngày tháng em đêm như những giấc mơ, những nhọc nhằn trở về vẫn trong gần mắt em. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mắt vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoàn toàn đã quên nơi vui buồn có con đường anh đi, rồi cũng đưa anh về bên em.
cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho trai nhá. Đấy. Hey. Bắt tay cả, chào anh. Nhà bộ dàn của anh Mô Tô Út này bên cửa mình sẽ setup xong rồi nhá. Sẽ là tí nữa em sẽ đánh dấu và anh vạch sẵn cho các bác luôn. Bác phải chỉ sử dụng thôi. Với demo phòng nhà anh khoảng độ 35 40 m vuông. Và cảm ơn các bác đã xem ủng hộ video của mình và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.